Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909-242-986 tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Kenneth Griffin, thuyền trưởng quỹ phòng hộ Citadel. Kenneth Coriel Griffin, người sáng lập và giám đốc điều hành quỹ đầu tư phòng hộ Citadel, được giới chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp trên thế giới ngưỡng mộ. Ông cũng được xếp vào nhóm những người có ảnh hưởng lớn nhất trong giới tài chính, được tạp chí CFO Magazine Global 100 vinh danh vào tháng 6 năm 2002. Tài sản của Ken Griffin được Forbes ước tính là khoảng 12,8 tỷ đô la Mỹ. Bắt tay vào đầu tư từ sớm. Kenneth Coriel Griffin sinh ngày 15 tháng 10 năm 1968 tại Florida, Mỹ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Griffin đã bị thế giới tài chính đầu tư mê hoặc. Năm thứ hai theo học tại Đại học Harvard, Kenneth đã bắt đầu mở quỹ đầu tư của riêng mình với mục tiêu khai thác các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường trái phiếu chuyển đổi. Ông đã đầu tư với khoản tiền nhỏ và gặt hái được nhiều thành công đáng khích lệ, thu được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý quỹ. Sau khi Kenneth Griffin nhận bằng cử nhân Đại học Harvard, Frank C. Mayer, người nhà đầu tư và người sáng lập Grand Capital LLC, nhận ra tài năng của ông, đã đầu tư 1 triệu đô la Mỹ vào quỹ đầu tư Citadel. Kenneth đã không làm Frank thất vọng. Hiệu suất sinh lời của quỹ Citadel đầu những năm 90 đã vượt trội so với đà tăng của chỉ số Dai và S&P 500. Để đạt được thành công này, Kenneth đã linh hoạt sử dụng nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, chiến lược phân bổ tài sản vào trái phiếu chuyển đổi, cũng như phân bổ tài sản sang cổ phiếu tiêu dùng hay cổ phiếu công nghệ. Kenneth cho rằng nhà đầu tư muốn đạt được hiệu suất sinh lời tốt, thành công trong đầu tư chứng khoán, cần có khả năng thích ứng với mọi môi trường đầu tư và khả năng thay đổi chiến lược đầu tư cho phù hợp với mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng, nhà đầu tư phải sống sót trong mỗi giai đoạn thị trường gặp khó hoặc đi vào giai đoạn downtrend. Đây là thử thách rất lớn đối với nhà đầu tư, bởi để chiến thắng lúc thị trường đi xuống khó hơn rất nhiều so với lúc khi nó đi lên, thời điểm cổ phiếu tốt hay yếu kém đều tăng điểm. Điều duy nhất tạo ra sự khác biệt giữa nhà đầu tư thành công với nhà đầu tư bình thường là sự nhạy bén, linh hoạt trong phong cách đầu tư và tránh thái độ bảo thủ cố hữu. Mạo hiểm có cơ sở. Nhà đầu tư tài ba Bernard Baruch đã từng phát biểu: nếu bạn chỉ cần đúng 3 đến 4 lần trong 10 lần ra quyết định là bạn có thể kiếm được tiền. Điều này hoàn toàn đúng trong thế giới đầu tư và Kenneth cũng đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng trên thị trường chứng khoán mọi nhà đầu tư đều có thể thua lỗ tại thời điểm nào đó. Các nhà đầu tư thành công đều mắc những sai lầm và không phải các khoản đầu tư nào cũng mang lại lợi nhuận. Quá trình biến quỹ đầu cơ Citadel có tài sản hơn 35 tỷ đô la Mỹ ngày hôm nay, Kenneth đã trải qua nhiều thăng trầm, thậm chí là biết đến nhiều thương vụ thua lỗ tới hàng trăm triệu đô la Mỹ giai đoạn khủng hoảng năm 2008. Tuy nhiên, ông biết rằng có nhiều thương vụ thành công với số tiền đặt cược cao hơn sẽ bù đắp lại những tổn thất, những thua lỗ tạm thời và ngắn hạn. Mạo hiểm trong đầu tư, nhưng do phân bổ tài sản hợp lý, quản trị danh mục đầu tư hết sức khoa học và chuyên nghiệp trong mỗi giai đoạn biến động của thị trường, Kenneth đã leo lái con thuyền Citadel vượt qua được những điểm sóng gió nhất. Bản thân Kenneth cũng luôn được xếp hạng là một trong những nhà quản lý quỹ có thành tích tốt nhất trong thế giới quản lý quỹ phòng hộ. Đặc biệt, nhờ vào tư duy phản biện và học hỏi từ những người có chuyên môn giỏi, tài năng, hiệu quả trong hoạt động đầu tư của Kenneth được giới tài chính và đầu tư chứng khoán ghi nhận. Ông được đánh giá là một trong những nhà quản lý quỹ vĩ đại nhất thế giới, sánh vai cùng với các cá nhân kiệt xuất như Alfred Jones, David Swizen, George Soros, Stephen A. Cohen. Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, Kenneth đã nỗ lực và cố gắng liên tục. Ông chia sẻ về việc đọc rất nhiều sách chuyên ngành và tài chính khi còn là sinh viên. Ông luôn theo dõi và học hỏi kinh nghiệm từ những nhà quản lý quỹ nổi tiếng như George Soros, Alfred Jones, Peter Lynch. Trong quá trình quản lý quỹ Citadel, Kenneth có thói quen đi lại giữa các tầng của tòa nhà trụ sở Citadel tại Chicago để trao đổi, đặt ra các câu hỏi với các chuyên viên phân tích cổ phiếu, phân tích ngành để tham vấn các câu trả lời phản biện, từ đó phân tích để đưa ra quyết định đầu tư. Chiến lược đầu tư hiệu quả. Bên cạnh việc tập trung đầu tư vào các cổ phiếu năng lượng, công nghệ, Kenneth cũng rất ưa thích các cổ phiếu giá trị, cổ phiếu bị đánh giá thấp so với giá trị thực tế của doanh nghiệp. Ông hiểu rằng việc mua vào những cổ phiếu bị định giá thấp là chiến lược đúng nhất. Các cơ hội này xuất hiện rất nhiều khi thị trường gấu, bear market diễn ra. Các cổ phiếu bị định giá thấp hơn so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó thường đến từ việc kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không khả quan, tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hoặc doanh nghiệp không trả cổ tức.
doanh nghiệp bị định giá thấp có thể nằm trong các ngành nghề kém ưa chuộng và ít được chú ý. Nhưng với Kenneth, những doanh nghiệp này gặp khó khăn hay bất lợi chỉ trong ngắn hạn, vì ông đã nhìn thấy nhóm doanh nghiệp này tiềm năng cho trường phái đầu tư với tầm nhìn dài. Kenneth đặt ra phương châm của quỹ Citadel rất rõ ràng, tập trung vào chất lượng thông tin phân tích và tận dụng tốt các cơ hội xuất hiện. Ông luôn định hướng quỹ Citadel là nơi nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào bộ phận phân tích cũng như khai thác thông tin độc quyền hoặc đơn giản là nắm chắc ngành nghề hay doanh nghiệp họ định và sẽ tham gia đầu tư. Muốn vậy, phải đi trước được thị trường, có những thông tin độc quyền liên quan đến các cơ hội đầu tư mới đem lại được những thành tích đầu tư vượt trội. Thí dụ, quỹ Citadel có nhóm chuyên gia chuyên nghiên cứu khí tượng và dự đoán các loại thời tiết ảnh hưởng đến giá năng lượng và xu hướng ngành năng lượng trong ngắn hạn cũng như trong tương lai nhằm tìm ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Quỹ Citadel cũng được xem công nghệ là lợi thế cạnh tranh nên Kenneth đã đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng các hệ thống và đội ngũ nghiên cứu công nghệ quy mô lớn hỗ trợ cho các quyết định đầu tư. Quỹ Citadel thành lập năm 1990 là một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới với số vốn đầu tư ước tính 32 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019, Ken Griffin được coi là một trong những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, nằm trong top 50 danh sách tỷ phú đô la Mỹ của Forbes 400. Lê Đức Khánh, saigondautu.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.